từng ngày đổi mới. Khu công nghiệp Nghi Sơn một điểm sáng năm thời, liền thêm xi măng lọc hóa dầu nhiệt điện, càng biển nước sâu tàu tấp nập phao ra. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị xã Nghi Sơn triển khai kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, của thị ủy, hội đồng nhân dân thị xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổng kết công tác văn hóa thông tin lao động thương binh và xã hội, tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Khuyến cáo của Trung tâm Y tế thị xã về phòng tránh các bệnh truyền nhiễm khi thời tiết giao mùa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân thị xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022. Hội nghị tổ chức trực tuyến đến điểm cầu 31 xã phường. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể thị xã. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã trình bày dự thảo kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân thị xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022. Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã thông qua nội dung hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, báo cáo một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đảm bảo hoàn thành mục tiêu huy động vốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của thị xã. Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho các ngành, địa phương, đơn vị, báo cáo một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022. Lãnh đạo Ban Giải phóng mặt bằng thị xã trình bày dự thảo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thị xã về công tác giải phóng mặt bằng năm 2022, báo cáo một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp các giải pháp huy động nguồn lực của địa phương trong xây dựng nông thôn mới tại xã Trường Lâm, giải pháp hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ tích tụ tập trung đất đai tại xã Các Sơn, giải pháp xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn phường Ninh Hải và phường Hải Bình, giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo tại phường Hải Ninh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Ủy ban Nhân dân thị xã và Ủy ban Nhân dân các xã phường đã quyết tâm phấn đấu góp phần vào thành công chung của thị xã trong năm 2021. Đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền từ thị xã đến cơ sở khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ giải pháp nêu trong nghị quyết của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch hành động của Ủy ban Nhân dân thị xã, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời điểm cụ thể để đạt hiệu quả cao, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, chủ động đánh giá, xác định rõ cấp độ dịch COVID-19 và nguy cơ biến thể mới Omicron xâm nhập vào địa bàn để xây dựng và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trước hết, trên hết. Hai, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung chỉ đạo sản xuất đúng khung thời vụ, cơ cấu giống phù hợp, tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phối hợp hiệu quả với các ngành chức năng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà máy sản xuất công nghiệp duy trì ổn định sản xuất, phát huy tối đa công suất, thường xuyên nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh và chủ động kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, cho nhân dân để thích ứng linh hoạt với tác động của dịch bệnh COVID-19, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, tập trung chỉ đạo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu ngân sách, có giải pháp quyết liệt để thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Chỉ đạo hoàn thành một xã đạt chuẩn nông thôn mới là Trường Lâm và một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Hải Nhân. Đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 8/15 xã. Các xã còn lại tăng từ 1-2 tiêu chí. 3 là về công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung chỉ đạo quyết liệt với tinh thần cao nhất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vướng mắc và bàn giao mặt bằng các dự án đúng tiến độ, nhất là các dự án
trọng điểm theo chỉ đạo của tỉnh, dự án quy mô lớn. 4. Đẩy nhanh tiến độ lập, trình duyệt, công bố các quy hoạch, phân khu đô thị, tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, nhanh chóng có kế hoạch khắc phục tình trạng sử dụng đất trái mục đích, vi phạm trật tự xây dựng, nuôi trồng thủy sản tự phát. 5. Là tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội và đời sống nhân dân, triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục đào tạo trong điều kiện thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học 2021-2022, làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời đúng quy định chính sách an sinh xã hội. 6. Các lực lượng vũ trang tiếp tục nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là các địa bàn trọng điểm, giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm, không để phát sinh thành điểm nóng, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. 7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp từ thị xã đến cơ sở, nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân thị xã với cấp ủy chính quyền các xã phường, tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 8. Thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương kế hoạch của tỉnh, của thị xã về nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, làm tốt công tác chống buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo, vật liệu nổ trái phép, đảm bảo cho nhân dân toàn thị xã vui xuân, đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, yêu cầu các phòng ban đơn vị có liên quan tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để tham mưu hoàn thiện kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, của thị ủy, hội đồng nhân dân thị xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, nghị quyết của thị ủy, hội đồng nhân dân thị xã đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, các phòng ban, cơ quan, đơn vị, các xã phường xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất. Hàng tháng, các phòng ban, đơn vị, các xã phường chủ động xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện để Ủy ban Nhân dân thị xã thông qua giao Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Các phòng ban đội đơn vị, các xã phường tập trung giải quyết các vấn đề dư luận xã hội bức xúc, các ý kiến kiến nghị của cử tri, tập trung quyết liệt cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án. Trọng tâm trong năm 2022 là tập trung tiến độ các dự án đô thị động lực, đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ thu hồi đất, phê duyệt dự toán bồi thường, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã phường và các hội đồng bồi thường hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định ban hành kịp thời, đúng thời hạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường xác định rõ trách nhiệm, nâng cao vai trò người đứng đầu của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn, tăng cường quản lý công tác thu ngân sách, ưu tiên nguồn đầu tư cho xây dựng các phòng lớp học. Các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện phương án sản xuất trồng trọt năm 2022, đảm bảo gieo trồng đúng khung thời vụ, đúng cơ cấu giống, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chỉ đạo sản xuất, đẩy mạnh thực hiện tích tụ ruộng đất, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, tăng cường quản lý công tác giết mổ gia súc gia cầm gắn với chế biến thực phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức kiểm tra các trang trại, gia trại trong thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường. Về cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ, xử lý nghiêm những cá nhân đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, giải quyết các khiếu nại kiến nghị của công dân doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp ổn định đời sống, yên tâm sản xuất kinh doanh. Tiếp tục chỉ đạo phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân theo phương châm triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp
quan tâm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và các nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, rà soát hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các công việc Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành cấp tỉnh giao. Các phòng ban đơn vị các xã phường chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội thuộc ngành lĩnh vực đơn vị quản lý, phụ trách và các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thị xã đến toàn thể nhân dân biết và giám sát, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 1, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã đến thăm hỏi động viên gia đình chị Hoàng Thị Hòa ở tổ dân phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình có 2 người thân tử vong và 2 người bị bỏng do hỏa hoạn. Cùng đi có Hội Chữ Thập Đỏ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 8 tháng 1 năm 2022, tại nhà chị Hoàng Thị Hòa, tổ dân phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình, xảy ra vụ cháy nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 2 người bị bỏng. Các vật dụng trong nhà như giường, bàn ghế, tủ lạnh đều bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được chính quyền địa phương phối hợp với các ngành liên quan điều tra làm rõ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy, đồng thời đã chỉ đạo công an và các lực lượng chức năng phối hợp tổ chức chữa cháy và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng do vết bỏng quá nặng đã khiến anh Lê Trọng Cường tử vong trên đường đi cấp cứu. Cháu Lê Thị An Nhiên, sinh năm 2018, do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào ngày 9 tháng 1. Còn cháu Lê Thị Hoàng An, sinh năm 2015, hiện đang được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cháu Lê Trọng Thành, sinh năm 2011, bị bỏng đã được ra viện để về chịu tang bố. Do gia đình thuộc diện nghèo của phường nên Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị phường Nguyên Bình đã đứng ra tổ chức lễ tang cho gia đình, đồng thời tổ chức kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình. Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với nỗi đau mất người thân của gia đình chị Hoàng Thị Hòa, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã hỗ trợ gia đình chị 18 triệu đồng. Đảng ủy, chính quyền phường Nguyên Bình động viên hỗ trợ gia đình 4 triệu đồng. Trong thời gian qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn thị xã và trong tỉnh diễn biến phức tạp, nhất là cháy nổ tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà cao tầng, chợ, nhà xưởng sản xuất trong các khu công nghiệp, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường đầu tư và an sinh xã hội. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn, đề nghị người dân quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt khi đun nấu, thắp hương, thờ cúng, không buôn bán tàng trữ trái phép các chất dễ cháy nổ như pháo, pháo hoa, sử dụng an toàn các chất dễ cháy trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Sắp xếp đồ dùng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy, gọn gàng cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt ít nhất 0,5 mét. Hệ thống điện phải có thiết bị bảo vệ chống quá tải, chập mạch, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết. Mỗi gia đình nên đầu tư lắp đặt các thiết bị báo cháy, báo dò rỉ ga, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như nước, chăn, bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy ngay mới phát sinh. Trong dịp này, ngày 10 tháng 1, đồng chí Lê Thị Hường, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã đến thăm, động viên và chia buồn cùng gia đình chị Hoàng Thị Hòa, tổ dân phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình, có chồng và con tử vong, 2 con bị bỏng trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều ngày 8 tháng 1. Thăm hỏi động viên gia đình, đồng chí Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc trước những mất mát không gì bù đắp, đồng thời mong chị Hoàng Thị Hòa sớm vượt qua khó khăn mất mát, vươn lên ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thông tin, y tế, lao động thương binh và xã hội, tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã chủ trì hội nghị.
Trong năm 2021, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, thị xã, ngành văn hóa, thông tin, y tế, lao động, thương binh và xã hội, tư pháp đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thị xã. Trong đó, ngành văn hóa thông tin đã tăng cường công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thị xã trong năm 2021 và tổ chức các hoạt động mừng đảng, mừng xuân, các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của thị xã với 554 giờ phát sóng, phát thanh địa phương, 2.863 tin bài phóng sự và trên 100 tin bài tuyên truyền trên báo Thanh Hóa, đài phát thanh truyền hình tỉnh. Trong năm đã ban hành đề án hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn, tiểu khu, tổ dân phố giai đoạn 2022-2025. Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đài truyền thanh các xã phường, triển khai kế hoạch xây dựng đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa và lễ hội năm 2021. Bên cạnh đó, lĩnh vực thể dục thể thao, gia đình, lĩnh vực du lịch cũng được quan tâm thực hiện tốt. Ngành y tế đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong năm đã thực hiện xét nghiệm PCR 61.280 mẫu, test nhanh kháng nguyên 292.099 test. Bên cạnh đó, công tác tiêm chủng, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế công cộng, truyền thông, giáo dục, sức khỏe được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổng số lượt khám chữa bệnh trong năm đạt 348.921 lượt, tiếp tục duy trì và giữ vững xã phường đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã. Công tác truyền thông, giáo dục, sức khỏe, dân số, kế hoạch hóa gia đình, công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân được đẩy mạnh và từng bước đi vào hoạt động tốt hơn. Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội được quan tâm. Trong năm 2021, toàn thị xã đã giải quyết việc làm mới cho 5.000 lao động, đạt 100% kế hoạch. Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội được quan tâm. Đến cuối năm 2021, số hộ nghèo trên địa bàn thị xã là 1.125 hộ, chiếm tỷ lệ 1,58%, giảm 0,47%. Số hộ cận nghèo 3.711 hộ, chiếm 5,2%, giảm 0,89%. Việc mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91%, đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Đối với công tác tư pháp, trong năm 2021, Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường tuyên truyền phổ biến các văn bản luật theo hình thức phù hợp, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và hệ thống truyền thanh cơ sở, đã kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, đảm bảo chất lượng, đồng thời tập trung tuyên truyền phổ biến nội dung các luật mới ban hành, các chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, những vấn đề dư luận, người dân, xã hội quan tâm, ban hành và thực hiện có hiệu quả, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả đạt được trong năm 2021 trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, y tế, lao động, thương binh và xã hội, tư pháp, đồng thời đóng góp các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ cũng đã thông qua quyết định khen thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và của Ủy ban Nhân dân thị xã cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa thông tin thể thao năm 2021, quyết định công nhận danh hiệu Phường Hải Châu đạt chuẩn văn minh đô thị, xã Anh Sơn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Công nhận 15 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2020-2021. Công nhận 178 thôn, tiểu khu, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2021 và quyết định khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác y tế, dân số, đảm bảo an toàn thực phẩm, công tác lao động, thương binh và xã hội, công tác tư pháp năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đề nghị khối văn hóa xã hội, tư pháp tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, thực hiện tốt phương châm hành động năm 2022, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thị xã trong năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết sau mùa là thời điểm gia tăng các bệnh truyền nhiễm liên quan đến các bệnh hô hấp. Các bệnh dễ phát sinh thành dịch như sốt xuất huyết, ho gà, thủy đậu, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, sau đây bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Thiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn khuyến cáo tới người dân các biện pháp chủ động phòng tránh các bệnh truyền nhiễm. Đề nghị là nhân dân chúng ta tiếp tục triển khai một cách nghiêm túc các cái khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là cái khuyến cáo 5K. Thứ hai là chúng ta sẽ phải giảm các cái sự kiện tập trung đông người, mà nhất là cái dịp cuối năm này. Thứ ba nữa là khi mà cái chưa có cái việc gì thực sự cần thiết thì chúng ta không nên đến vùng dịch. Và những người mà từ vùng dịch về thì chúng ta cũng cần phải chủ động phát hiện và yêu cầu người ta là khai báo y tế để có cái tư vấn kịp thời. Nhất là những người mà từ Hà Nội về thì như thời gian vừa qua là chúng ta phải yêu cầu họ là phải test nhanh ngay lập tức để kịp thời phát hiện cái F0 và đưa vào điều trị, tránh cái đưa để cho vào cộng đồng. Và thứ tư ấy là để mà tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể chống lại cái COVID-19 thì chúng ta phải tăng cường tiêm vaccine. Và hiện nay là cái tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1, mũi 2 của ta khá tốt. Chúng ta đang tiếp tục triển khai cái mũi 3 để làm sao cho hoàn thiện được cái miễn dịch đối với COVID-19 và để mà cơ thể chúng ta bình thường hóa với COVID thì chúng ta phải được tiêm 3 mũi vaccine. Thì đề nghị là nhân dân chúng ta chủ động tiếp cận với các cái đơn vị, các cái cấp để rồi đề nghị được tiếp cận với cái mũi 3 này một cách đúng lịch theo quy định. Thế và cái mùa đông xuân sắp đến này, giao thời cái mùa đông xuân này thì những cái bệnh đường hô hấp là rất dễ biến thành dịch, như là bạch hầu, như là cúm thường, thì đề nghị là nhân dân chúng ta chủ động phòng chống rét, nhất là khi ra đường. Đối với trẻ em, đối với người già cần phải mặc ấm, cần phải vệ sinh cá nhân, cần phải đó là nâng cao cái dinh dưỡng cơ thể để có sức chống lại các cái bệnh dịch. Và đặc biệt nữa là chúng ta cần phải định kỳ tiêm phòng các cái loại bệnh dịch đường hô hấp mà hiện nay đang có vaccine lưu hành. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 1, Hội đồng Nhân dân phường Tĩnh Hải khóa 27, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Năm 2021, mặc dù gặp ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của cấp ủy chính quyền phường Tĩnh Hải đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nhờ đó, kinh tế có bước phát triển khá, văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định. Theo đó, trong năm, cơ cấu kinh tế của địa phương chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ sở hạ tầng được tăng cường, tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại tăng. Trên địa bàn hiện có 148 hộ kinh doanh cá thể và có trên 1.259 lao động đang làm việc tại các nhà máy, công ty, xí nghiệp trên địa bàn thị xã. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến. Trong năm, phường đã đầu tư 3 công trình trên địa bàn gồm công trình sửa chữa sân vận động thể thao văn hóa phường, công trình sửa chữa nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng, trường tiểu học, công trình sửa chữa lớp học 1 tầng, 6 phòng, trường mầm non. Phối hợp tập trung giải quyết các vụ việc tranh chấp đất đai, đã cấp được 96 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý 11 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được phường triển khai quyết liệt, đồng bộ, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thị xã. Hiện nay, toàn phường đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 4.097 người.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường đã thông qua các nghị quyết về thu chi ngân sách địa phương năm 2022, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và nghị quyết về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân phường năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, trường mầm non Bình Minh hiện có 415 học sinh tại 4 nhóm lớp với 14 phòng học. Vào ngày 24 tháng 12 năm 2021, qua công tác truy vết, nhà trường có một giáo viên và một học sinh từ F1 trở thành F0. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Bình Minh và Phòng giáo dục đào tạo thị xã Nghi Sơn, toàn bộ giáo viên, học sinh của nhà trường tạm thời nghỉ học và thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế tại nhà. Sau thời gian thực hiện cách ly, từ ngày 24 tháng 12 năm 2021 đến ngày 5 tháng 1 năm 2022, ngày 6 tháng 1 năm 2022, nhà trường đã tổ chức cho học sinh quay trở lại lớp học. Cô giáo Hoàng Thị Loan, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh cho biết. Với đặc thù của trường mầm non Bình Minh là đóng trên địa bàn phường Bình Minh có công ty giày Anora và các cháu học sinh ở trường là chiếm tới 80% các cháu có bố mẹ làm ở công ty giày Anora. Thì nhà trường đã chủ động nắm bắt tình hình các cháu là F1, có F1, F2 liên quan đến bố mẹ ở công ty giày để chủ động để mà kết hợp với trạm y tế cũng như là ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường để truy vết và cho các cháu nghỉ cách ly tại nhà để thực hiện nghiêm với công tác phòng chống dịch tại trường. Với tình hình dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay, trường mầm non Bình Minh luôn xác định bên cạnh nhiệm vụ làm tốt công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ thì công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, nhà trường chủ động nắm tình hình để phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường thực hiện truy vết, cách ly để đảm bảo cho trẻ đến trường an toàn và các hoạt động của nhà trường diễn ra bình thường. Thưa quý vị và các bạn, vụ xuân năm 2022, xã Anh Sơn có kế hoạch gieo cấy 300 hectare lúa, cơ cấu giống chủ yếu là Thái Xuyên 111, Khang Sơn, Bắc Thịnh. Để đảm bảo gieo cấy đúng khung thời vụ và cơ cấu giống, xã Anh Sơn đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân kỹ thuật phòng chống rét cho mạ, kỹ thuật gieo cấy trong khung lịch thời vụ và theo cơ cấu giống lúa. Hiện nay, số diện tích mạ trên địa bàn xã đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn cho biết. Vụ chiêm xuân năm 2022, thì Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng phương án sản xuất trồng trọt và đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tổ chức thực hiện công tác sản xuất. Đặc biệt là đối vụ này thì xác định là cái vụ chính trong năm, nên là được cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân hết sức là quan tâm. Thì đến thời điểm hiện nay thì hầu hết nhân dân trên địa bàn xã đã tiến hành ra mạ và theo dự kiến thì sẽ cấy vào cái khoảng là 15 tháng 12 âm lịch, đó là thời điểm mà mạ có thể là đạt ở mức là 3,5 lá. Thứ hai là Hội Nông dân đã tiến hành cung ứng giống, vật tư phân bón phục vụ cho bà con sản xuất, và bài đèn xanh xã thường xuyên tuyên truyền, đặc biệt là ủy ban xã photo cái nông lịch gửi đến từng hộ gia đình và viết bài trên đài truyền thanh, đồng thời là khuyến cáo nhân dân chỉ ra mạ khi thời tiết trên 15 độ C và tiến hành là ra mạ che phủ ni lông và cấy khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.